Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Thời gian chi chủ của tác giả Ngư Nhi Tiểu Tiểu. Tập 184. Chương 1831. Đối mặt kẻ thù. Trương Hằng đột nhiên bị tập kích, chưa đầy nửa giây, con dao găm bên trái đã đâm đến trước ngực hắn. Cùng lúc đó, một nắm đấm cũng đánh về phía sau gáy hắn. Người ra đấm là người đàn ông đã chạm mặt Trương Hằng trong nhà vệ sinh, hắn ta vung nắm đấm có đeo một chiếc nhẫn màu xanh lục trên ngón trỏ. Mà chiếc nhẫn màu xanh lục này rõ ràng cũng là một đạo cụ, trên đó có thể thấy rõ tia điện đang nhảy múa. Có thể tưởng tượng, nếu có ai bị cú đấm này đánh trúng, chắc chắn sẽ không dễ chịu. Cả hai đều ra tay bất ngờ, hơn nữa còn phớt lờ quy tắc mà Phúc Lâu đã đặt ra, trên tay đều cầm vũ khí, ở khoảng cách gần như vậy. Hầu hết mọi người thậm chí còn không kịp phản ứng chuyện gì đã xảy ra, càng đừng nói đến việc né tránh. Còn Trương Hằng cũng thực sự tỏ ra như bị dọa choáng váng, mãi đến khi con dao găm sắp đâm trúng ngực hắn, người cầm con dao găm đột nhiên phát hiện mũi dao của mình không thể tiến thêm nửa phần nào nữa. Bởi vì cổ tay hắn đã bị Trương Hằng kẹp chặt trong tay, mà đây vẫn chưa phải là kết thúc, khoảnh khắc tiếp theo, hắn nghe thấy tiếng xương mình rên rỉ. Cổ tay hắn thực sự đã bị đối phương bóp nát, mà toàn bộ cơ thể hắn cũng không kiểm soát được mà bay về phía sau, đập trúng vào nắm đấm đang bay tới của đồng bọn. Dòng điện trên chiếc nhẫn xuyên qua da hắn chui vào tim, sau đó hắn liền tối sam trước mắt, mất đi ý thức, ngã mạnh xuống đất. Còn Trương Hằng lại không nhân cơ hội hiếm có này để chạy trốn, vẫn ngồi tại chỗ, không quan tâm đến người đấu giá trên bục đang biến sắc mặt, mà liếc nhìn những người mua có mặt ở đây. Cuối cùng, ánh mắt dừng lại ở một người đàn ông đeo mặt nạ USO, mở miệng hỏi, ngươi còn chờ gì nữa? Người kia nghe vậy thì sửng sốt, rõ ràng không ngờ Trương Hằng lại có thể tìm ra hắn, hắn tự nhận diễn xuất của mình không tệ, trước đó khi hai người kia tấn công Trương Hằng. Hắn thậm chí còn nghiêng người sang một bên, làm ra động tác muốn rời khỏi phòng đấu giá. Hơn nữa lúc này mọi người đều đeo mặt nạ, hắn không nghĩ ra mình đã bị lộ như thế nào. Nhưng đến nước này rồi, hắn cũng không do dự nữa, đứng dậy khỏi chỗ ngồi, hơi cúi người về phía Trương Hằng, đắc tội rồi, hôm nay xin mời người chơi số 1 Simon chỉ giáo cho chúng tôi. Hắn nói rất khách sáo, thậm chí còn cố tình nhấn mạnh hai chữ chỉ giáo, tuy nhiên bốn người đứng dậy cùng hắn đều có vẻ không tốt lành. Hơn nữa nhìn vũ khí trên tay họ, căn bản không phải để chuẩn bị giao đấu. Trong số đó thậm chí còn có người cầm trong tay một chiếc rìu Ấn Độ, mà chiếc rìu Ấn Độ đó trước đó đã được giấu dưới bàn đồ uống bên cạnh. Rõ ràng trước đó lời nói của người đấu giá rằng Phúc Lâu hoàn toàn không biết gì chỉ là lời ngụy biện bất đắc dĩ mà thôi. Dù sao thì việc đặt bay phục kích khách hàng cũng quá tệ hại, nếu Phúc Lâu còn muốn tiếp tục làm ăn, chắc chắn phải gỡ mình ra khỏi chuyện này. Trương Hằng thấy vậy cũng nói với cô gái mặc đồng phục thủy thủ bên cạnh mình đang có chút rược dục thử rằng đừng có mà động đậy lung tung. Sau đó cuối cùng cũng đứng dậy khỏi chỗ ngồi, nhìn về phía năm người trước mặt. Chỉ giáo thì được nhưng một khi đao của ta đã ra khỏi vỏ, e rằng các ngươi đều không thể sống sót bước ra khỏi căn phòng này. Kết quả là lời hắn còn chưa dứt thì đã nghe thấy một tiếng cười khẩy, giả vờ giả vịt, ngươi thậm chí còn không có đao, ra khỏi vỏ cái nỗi gì. Nhưng người đó chỉ cười được một nửa thì như bị ai đó bóp cổ, tiếng cười đột ngột dừng lại, bởi vì hắn ta thấy Trương Hằng đứng dậy, nhấc chiếc ghế mà hắn ta vẫn ngồi lên, ném về phía trần nhà, kết quả không những đập vỡ hai mảnh trần nhà mà theo hai mảnh trần nhà đó rơi xuống còn có một thanh đao đang cắm trong vỏ. Sau khi nhìn thấy thanh đao này, cả năm người đều vô thức nhìn về phía người đấu giá trên bục đấu giá, có một khoảnh khắc họ thậm chí còn tưởng rằng Phúc Lâu đã phản bội, làm gián điệp hai mang. Bề ngoài là giúp họ đặt bay đối phó với Trương Hằng nhưng thực tế thì chính họ mới là con mồi. Nhưng khi họ nhìn thấy đôi mắt mở to và cái miệng há hốc có thể nhét vừa một nắm đấm của người đấu giá thì biết rằng Phúc Lâu thực sự không biết chuyện này. Còn Trương Hằng, đao trong tay, cũng không nói nhảm, trực tiếp xông về phía đối thủ gần nhất, người đó vừa vặn là người cầm trong tay chiếc rìu, thấy vậy cũng không tỏ ra kiêu ngạo. Mặc dù bọn họ đông người nhưng đối diện dù sao cũng là Simon đại danh đỉnh đỉnh. Nhớ lại lời dặn dò của đội trưởng trước đó, hắn ta không thể không đè nén sự bốc đồng muốn đối đầu với đối phương. Chọn cách ứng phó an toàn hơn, giơ rìu lên, muốn chặn đứng đòn tấn công đầu tiên của Trương Hằng.
mà theo một nghĩa nào đó thì hắn ta thực sự đã thành công, chiếc rìu trong tay hắn ta thực sự đã đỡ được tảng sáo của Trương Hằng. Tuy nhiên tảng sáo chỉ khựng lại một chút, ngay sau đó lại tiếp tục đi xuống, thế mà cứ thế chém đứt chiếc rìu trong tay hắn ta, rồi đến trán, cằm, ngực. Cả người hắn ta cũng giống như chiếc rìu bị tàng sáo chém làm đôi. Chương 1832, giải thoát linh hồn. Thấy cảnh này, dù những người có mặt ở đây đều có kinh nghiệm chiến đấu phong phú và tâm lý vững vàng nhưng đều không khỏi chấn động. Rồi từ trong đáy lòng dâng lên một luồng hàn ý mãnh liệt, thậm chí bốn người còn lại chuẩn bị tiến lên hỗ trợ cũng dừng bước. Nhưng điều này lại tạo cơ hội cho Trương Hằng điều tức và một lần nữa giơ đao lên. Đòn vừa rồi đối với Trương Hằng cũng không dễ dàng, có thể tạo ra hiệu quả khủng khiếp như vậy chỉ dựa vào đặc tính cứng nhất thế gian của tàng sáo là không thể làm được. Hắn ta còn sử dụng trần thế chi lân trên người, tạm thời tăng sức mạnh lên gấp đôi. Còn trước đó đối phó với người cầm dao găm đánh lén hắn ta cũng sử dụng trần thế chi lân mới bóp nát được cổ tay của đối phương. Vì vậy bây giờ hắn ta cũng hơi mất sức nhưng nhìn kết quả thì vẫn đáng. Đặc biệt là đòn vừa rồi, không những dọa sợ bốn đối thủ khác trước mặt, phá vỡ kế hoạch vây công của bọn họ, mà còn có thể uy hiếp những người khác, khiến những kẻ đó không được nhúng tay vào trận chiến tiếp theo. Bởi vì cái xác bị chém làm đôi trước mắt chính là tấm gương cho họ. Trương Hằng mất nửa giây để điều chỉnh lại hơi thở, hắn không tiếp tục giằng co với đối thủ mà nắm bắt thời cơ đối thủ mất tập trung, tiếp tục tìm mục tiêu tiếp theo. Còn người thứ hai thấy đao của Trương Hằng chém tới, thế mà lại mất đi dũng khí đỡ đòn. Dù sao thì bài học của đồng đội vẫn còn ngay trước mắt. Những người khác có thể không biết nhưng là đồng đội trong một đội thì hắn ta không thể không biết rằng chiếc rìu Ấn Độ kia không phải là rìu thường mà là một đạo cụ trò chơi cấp C. Đáng tiếc là còn chưa kịp phát huy tác dụng thì đã bị chém đứt. Trong mắt hắn ta, Trương Hằng đã trở thành thần mạ, lúc này lựa chọn rút lui mới là lựa chọn đúng đắn nhất, mà quyết định này của hắn ta cũng không thể nói là sai. Chỉ là hắn ta vừa rút lui, bản thân tạm thời an toàn nhưng lại khiến những đồng đội khác phơi bày trước lưỡi đao của Trương Hằng, hơn nữa còn tách khỏi đội. Với bản năng chiến đấu của Trương Hằng thì đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy, tàng sáo. Trong tay hắn đột nhiên đổi hướng giữa đường, ngay sau đó, một cánh tay rời khỏi vai của chủ nhân, bay lên giữa không trung. Nhưng chỉ trong chốc lát, những người khác cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, nhận ra rằng mình đang ở trong một trận chiến liên quan đến sự sống còn. Cơ thể của một người trong số họ lập tức hóa thành ngọn lửa, thế mà lại dùng tay không chộp lấy đao của Trương Hằng, xem ra là muốn dùng nhiệt độ cao để trực tiếp làm tan chảy đạo cụ cấp B này. Hai người khác, một người ném phi tiêu trong tay, còn người đàn ông đeo mặt nạ USO còn nhận một đôi găng tay cơ khí từ tay người đấu giá. Đeo vào tay trái của mình, sau đó một ngón tay cơ khí từ găng tay rơi ra, bắn về phía Trương Hằng. Cộng thêm người đàn ông trước đó tấn công lén từ phía sau không thành cũng đã bò dậy từ dưới đất, bốn người một lần nữa hợp thành vòng vây với Trương Hằng. Trương Hằng không đọ sức trực diện với người lửa kia mà chọn cách tránh cú đấm của đối phương trước rồi giải quyết những đối thủ khác. Bởi vì hắn cũng từng gặp một người chơi có năng lực tương tự trong phó bản kẻ tiết lộ, người đàn ông đeo khuyên tai từng sát cánh chiến đấu cùng hắn. Trên tay có một đạo cụ có thể biến hắn ta thành người khổng lồ nước, trong thời gian đó thực lực cũng tăng vọt theo. Nhưng may mắn thay, loại kỹ năng biến thân mạnh mẽ này thường có giới hạn thời gian, ví dụ như người khổng lồ nước của người đàn ông đeo khuyên tai chỉ có 60 giây. Trương Hằng ước tính rằng người lửa trước mặt mình cũng sẽ không quá dài, nếu có thể kéo dài đến khi đối phương biến thân kết thúc thì tất nhiên là cách giải quyết đơn giản nhất. Vì vậy, Trương Hằng đặt mục tiêu thứ ba của mình vào người đàn ông đeo mặt nạ USO, hắn nhìn thấy ngón tay cơ khí mà đối phương bắn tới. Lưỡi đao của tàng sáo chém trúng chính xác ngón tay đó. Kết quả là ngay lập tức xảy ra một vụ nổ nhỏ. May mắn thay Trương Hằng còn cách vụ nổ đó vài bước, không bị thương gì. Chỉ là hắn không ngờ rằng ngọn lửa bùng lên từ vụ nổ lại bị người lửa bên cạnh hấp thụ hết, khiến cơ thể hắn ta lại to thêm 3 phần, đã cao bằng Giao Minh, đỉnh đầu suýt nữa chạm trần nhà. Còn phi tiêu kia, không hiểu sao lại lệch đi hơi xa, căn bản không bắn trúng Trương Hằng mà rơi xuống chân hắn. Trương Hằng không dừng bước, tiếp tục lao về phía người đàn ông đeo mặt nạ USO. Hắn đã nhận ra rằng, người sau chính là chỉ huy của hành động tối nay, giải quyết hắn ta. Vòng vây cũng sẽ tự phá vỡ nhưng điều mà Trương Hằng không ngờ tới là, ngay sau đó chân trái của hắn như bị đóng đinh xuống đất, không thể di chuyển được nữa. Các bạn đang nghe chuyện thời gian chi chủ của tác giả Ngư Nhi Tiểu Tiểu tại thư viện sách nói miễn phí.
truyệnđọcviệt.com. Chương 1833, vụ nổ kinh hoàng. Vì vậy, người đàn ông đeo nhãn xét cũng như nhìn thấy cơ hội, đột nhiên lao tới. Đáng tiếc là Trương Hằng tuy không quay đầu lại nhưng như có mắt sau lưng, vung đao ra. Người đàn ông đeo nhẫn xét không kịp thu tay, tự đưa cổ tay mình vào lưỡi đao của Trương Hằng, kết quả tất nhiên cũng không thoát khỏi cảnh máu me bắn tung tóe. Còn Trương Hằng lúc này cũng cuối cùng phát hiện ra vấn đề nằm ở đâu, phi tiêu bị hắn bỏ qua trước đó đã cắm vào cái bóng sau lưng hắn. Hơn nữa còn ở vị trí bắp chân trái, sau đó hắn không thể nào di chuyển chân trái của mình được nữa. Người đàn ông đeo mặt nạ USO trên mặt thấy vậy cũng thoáng hiện lên một tia vui mừng. Tốt, Hỏa Quyền đi quấn lấy hắn. Những người khác đổi sang tấn công tầm xa. Nói xong, hắn cũng một hơi phóng ra 6 ngón tay cơ khí. Ý đồ của người đàn ông đeo mặt nạ USO rất đơn giản. Hắn cũng không cầu mong đợt tấn công này thực sự có thể giết hoặc hạ gục Trương Hằng. Chỉ hy vọng làm rối loạn sự chú ý của đối phương để đồng đội của mình ném thêm phi tiêu, đóng đinh cái bóng của Trương Hằng. Đặc biệt là bàn tay cầm đao của Trương Hằng, nếu bàn tay đó không thể sử dụng được thì kết quả thắng thua của trận chiến này cũng không còn gì phải bàn cãi nữa. Nhưng điều mà hắn không ngờ tới là Trương Hằng đối mặt với 6 ngón tay cơ khí bắn tới cùng một lúc, lại không hề có vẻ gì là hoảng loạn. Ngay sau đó hắn thấy tảng sáo bay lượn nhẹ nhàng trên không trung, hoặc chém hoặc chặt 6 ngón tay cơ khí đó thành từng mảnh, toàn bộ quá trình căn bản không tốn nhiều sức lực, cũng không lãng phí thời gian. Mặc dù là đối thủ nhưng người đàn ông đeo mặt nạ USO cũng không thể không thừa nhận rằng đao pháp của đối phương thực sự quá lợi hại, thậm chí đã vượt ra khỏi giới hạn của con người, khiến hắn có cảm giác như đang xem truyện tranh. Người đàn ông đeo mặt nạ USO chưa từng gặp Miyamoto Musashi trong truyền thuyết nhưng hắn cảm thấy ngay cả khi bây giờ Miyamoto Musashi đứng trước mặt hắn cũng không thể làm tốt hơn được. May mắn thay, tối nay hắn không phải chiến đấu đơn độc, 6 ngón tay cơ khí tuy đã bị chém nổ nhưng Trương Hằng cũng không có cách nào ngăn cản người lửa tiếp tục hấp thụ vụ nổ. Nâng cao thực lực của mình nhưng nụ cười trên khuôn mặt của người đàn ông đeo mặt nạ USO chỉ kéo dài chưa đầy một giây rồi lại biến mất. Bởi vì hắn nghĩ đến một vấn đề, theo sự nở rộng không ngừng của thân hình người lửa, phòng triển lãm vốn rộng rãi lại khiến hắn có chút không thể thi triển được. Người khổng lồ lửa bây giờ phải cúi đầu, rụt cổ, nếu không đầu hắn sẽ trực tiếp đốt cháy trần nhà ở trên. Như vậy mặc dù sức mạnh của hắn tăng lên nhưng tốc độ hành động lại chậm đi. Đối phương vừa rồi kích nổ ngón tay cơ khí của hắn, chẳng lẽ cũng là vì đã tính trước được điều này sao? Người đàn ông đeo mặt nạ USO cảm thấy trùng xuống. Trận chiến này khó khăn hơn nhiều so với dự đoán trước đó của họ. Ngược lại, Trương Hằng bên kia không biết từ lúc nào đã chặt đứt phi tiêu trên bóng, lấy lại được tự do. Hơn nữa điểm nóng chảy của con dao trong tay hắn cũng có phần vượt ngoài sức tưởng tượng của mọi người, cứng rắn đỡ một cú đấm của người khổng lồ lửa nhưng lại không để lại một vết đỏ nào. Các ngươi đã dùng hết thủ đoạn của mình rồi sao? Vậy thì tiếp theo đến lượt ta, Trương Hằng thản nhiên nói với 4 người có sắc mặt đã trở nên rất tè. Nhưng không đợi hắn ra tay, người đàn ông bị tàng sáo chém đứt cổ tay đã bước theo vết xe đổ của đồng đội. Hắn muốn băng bó vết thương trên cổ tay nhưng máu vẫn không ngừng chảy. Rất nhanh sắc mặt hắn càng lúc càng trắng bệch, không chịu đựng được nữa, ngã ngửa ra sau, ngã gục xuống đất. Trương Hằng đã vòng qua người khổng lồ lửa có thân hình hơi sưng phù, một lần nữa lao về phía người đàn ông đeo mặt nạ USO. Còn những phi tiêu đâm vào cái bóng của hắn sau đó cũng bị hắn đánh bay không sót một mũi nào. Người đàn ông đeo mặt nạ USO thấy vậy hiểu rằng mình không còn đường lui, dứt khoát nghiến răng nghênh đón. Vung nắm đấm cơ khí nhưng Trương Hằng lại coi như không thấy cú đấm này, gần như lướt sát người hắn, ngay sau đó lại chém về phía đối thủ đang chơi phi tiêu. Còn người đàn ông đeo mặt nạ USO muốn ra tay ngăn cản, mới phát hiện bụng dưới của mình không biết từ lúc nào đã bị một vết thương do dao gây ra. Trong mắt hắn thoáng hiện lên một tia hoang mang, cố gắng nhớ lại khoảnh khắc hai người giao thủ nhưng lại không thể nhớ ra Trương Hằng đã chém một nhát dao này vào lúc nào. Người đàn ông đeo mặt nạ USO bị đâm vào bụng. Đối với đám người phục kích tấn công Trương Hằng trong buổi đấu giá mà nói, đây quả thực là một tin dữ không thể chối cãi. Mặc dù nhìn vào vết thương thì tạm thời hắn không gặp nguy hiểm đến tính mạng nhưng muốn ra tay lần nữa thì rõ ràng là không thể rồi. Chương 1834, kế hoạch tấn công. Hơn nữa, càng xui xẻo hơn là ở một bên khác, người khổng lồ lửa cũng như Trương Hằng dự đoán, ngọn lửa trên người hắn bắt đầu nhảy múa, đây là điềm báo trước khi biến thân sắp kết thúc.
Người đàn ông hóa thân thành người khổng lồ lửa lúc này cũng đầy bụng không cam lòng, phải biết rằng hình dạng hiện tại của hắn gần như là trạng thái bất khả chiến bại. Nhưng Thiên Thiên trong một phút vô địch này, hắn thậm chí còn không chạm được vào vạt áo của Trương Hằng, coi như là tung một đòn không trúng. Hơn nữa cán cân chiến thắng lúc này đã dần nghiêng về phía đối diện, theo thời gian trôi qua, tình cảnh hiện tại của bọn họ cũng trở nên ngày càng nguy hiểm. Trong lúc nóng lòng, người đàn ông hóa thân thành người khổng lồ lửa đã đưa ra một quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời mình. Hắn thực sự đã lợi dụng thời gian cuối cùng trước khi kết thúc biến thân, thu năm đấm lại, trực tiếp lao về phía Trương Hằng. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, đã đánh không trúng thì thôi, đổi sang dùng thân hình to lớn và ngọn lửa trên người mình để bao trùm mọi đường di chuyển của Trương Hằng. Nếu không bị dồn đến đường cùng, hắn cũng sẽ không sử dụng một đòn tấn công như vậy, chỉ là bây giờ bên cạnh hắn có vài đồng đội chết hoặc bị thương. Chỉ còn lại người chơi phi tiêu cuối cùng còn khả năng chiến đấu nhưng lại rất khó để kiềm chế Trương Hằng nữa, hắn làm như vậy hoàn toàn là liều mạng. Nhưng điều mà hắn không ngờ tới là lần này Trương Hằng lại không né tránh như thường lệ, mà cứ đứng yên tại chỗ, bình tĩnh nhìn hắn, thậm chí còn tra tăng sáo trong tay trở lại vỏ kiếm. Người đàn ông hóa thân thành người khổng lồ lửa không có thời gian để nghĩ hành động của Trương Hằng lúc này có ý nghĩa gì, ánh mắt đối phương nhìn hắn lại có ý nghĩa gì. Bởi vì trạng thái ngọn lửa của hắn đã đến thời khắc cuối cùng, bất cứ lúc nào cũng có thể biến trở lại thành cơ thể con người. Hắn phải nắm bắt cơ hội cuối cùng này. Khoảng cách giữa hai người nhanh chóng thu hẹp lại, người đàn ông hóa thân thành người khổng lồ lửa cảm thấy ngọn lửa trước ngực mình sắp thiêu cháy lông mày của Trương Hằng rồi, lúc này hắn mới động đậy. Nếu như nói nhát dao trước đó của Trương Hằng rạch vào bụng người đàn ông đeo mặt nạ USO là thần xuất quỷ nhập thì nhát dao này chính là đường đường chính chính. Đường đường chính chính nhanh, đường đường chính chính mạnh. Dưới sự gia trì của kỹ thuật rút đao, nhát dao này thậm chí còn chém ra tiếng nổ siêu thanh. Luồng khí bị lưỡi dao ép sang hai bên, còn bị tách ra cùng lúc là cơ thể của người khổng lồ lửa. Một nhát chém qua, trước ngực người khổng lồ lửa thực sự xuất hiện một vết nứt không khí. Ngay sau đó, mọi người nghe thấy một tiếng hét thảm nhưng thời gian hóa thân thành ngọn lửa đã đến, còn thân người vừa biến trở lại thậm chí còn chưa kịp khép lại, cứ thế rơi xuống đất trong trạng thái hai mảnh. Nhìn lại Trương Hằng đã tung ra nhát dao này, hắn đã tắm mình trong huyết tương, trông thực sự giống như một vị ma thần. Người đàn ông chơi phi tiêu còn lại cuối cùng cũng không chịu nổi áp lực khủng khiếp này, hắn hét lên một tiếng. Sau đó cũng không quan tâm đến người đàn ông đeo mặt nạ USO nữa, trực tiếp ném phi tiêu cuối cùng trong tay, bỏ chạy ra ngoài. Ngay khi mọi người nghĩ rằng trận chiến này cuối cùng cũng đã kết thúc, không ai ngờ rằng một sự cố lại xảy ra, trong phòng đấu giá đột nhiên vang lên một tiếng súng. Cô gái mặc đồng phục thủy thủ ngồi bên phải Trương Hằng, tay cầm một khẩu M36. Đây là một khẩu súng lục ổ quay chỉ dài 191mm, thân súng nhỏ gọn giúp nó cực kỳ dễ dàng cất giấu và mang theo. Tất nhiên, quan trọng hơn là mọi người đều tin tưởng vào cuộc kiểm tra an ninh trước đó của Phúc Lâu, hoàn toàn không ngờ rằng có người lại có thể mang một vũ khí nóng vào mà không ai hay biết. Hơn nữa, cô gái mặc đồng phục thủy thủ thực sự rất kiên nhẫn, thấy từng đồng đội của mình ngã xuống dưới lưỡi dao của Trương Hằng nhưng cô ta không vội rút súng ra. Cho đến khi cục diện đã định, tinh thần của mọi người thường lơi lỏng nhất thì cô ta mới âm thầm ra tay. Chỉ là lúc này, cô ta lại đầy vẻ kinh ngạc, vì tiếng súng đã vang lên nhưng cô ta vẫn chưa kịp bóp cò. Vậy thì ai đã nổ súng? Đáng tiếc là cô ta sẽ không bao giờ biết được câu trả lời cho câu hỏi này, vì giữa lông mày cô ta, rõ ràng có thêm một lỗ đạn, xác của cô gái mặc đồng phục thủy thủ cũng từ từ trượt khỏi ghế. Ta đã cảnh cáo ngươi đừng có hành động thiếu suy nghĩ. Trương Hằng lắc đầu, thu hồi khẩu súng trong tay, đi về phía bục đấu giá, máu trên mũi dao tàng sáo theo bước chân của hắn nhỏ xuống sau lưng hắn, phát ra tiếng nhỏ giọt. Mà lúc này, những người còn sống trong phòng đấu giá đều không tự chủ được mà nín thở, khiến tiếng nhỏ giọt này nghe càng rõ ràng. Các bạn đang nghe chuyện Thời gian chi chủ của tác giả Ngư Nhi Tiểu Tiểu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1835, lời cảnh báo. Người đấu giá đã không còn sự bình tĩnh như trước, vì sợ hãi, toàn thân hắn căng cứng, toàn thân cứng do mãi đến khi Trương Hằng đi đến trước mặt hắn. Hắn mới khuỵu gối, quỳ xuống nhưng không còn nhắc đến ân oán cá nhân nữa, chỉ lặp đi lặp lại, ta không biết gì cả, ta chỉ là nhân viên của Phúc Lâu. Là Phúc Lâu bảo chúng ta làm như vậy, khi ta nhận lệnh cũng rất ngạc nhiên nhưng đây là chuyện giữa những người cấp cao, không liên quan đến ta.
Trương Hằng vung tay ngắt lời hắn, ta không đến để truy cứu trách nhiệm, cũng không quan tâm các ngươi đang làm trò quỷ gì. Chỉ hỏi ngươi vài câu, thực ra ta cũng không biết tại sao đột nhiên lại nhắm vào ngươi. Người đấu giá lo lắng nói, không sao, ta biết tại sao. Trương Hằng nhàn nhạt nói xong dừng lại một chút, hắn lại hỏi, ta không hỏi cái này, những món đồ đấu giá tối nay là thật sao? Là thật. Người đấu giá đầu tiên là sửng sốt, sau đó vội vàng gật đầu nói, mặc dù tối nay là một cái bẫy nhưng để có thể dụ ngươi ra ngoài. Những người đó thực sự đã bỏ ra rất nhiều tiền, video và ảnh đều là thật, lúc giám định đồ vật ta cũng có mặt, không thể thật hơn được nữa. Trương Hằng thấy người đấu giá không nói gì, liền tiếp tục hỏi, dù sao thì Phúc Lâu các ngươi cũng đã phá vỡ quy tắc do chính mình đặt ra tay với khách hàng, điểm này không thể nghi ngờ chứ. Là, người đấu giá chỉ cảm thấy cổ họng mình trở nên khô khốc, có chút khó khăn mới thốt ra được chữ này. Làm sai thì phải trả giá, vậy ta lấy đi những món đồ đấu giá tối nay thì không có vấn đề gì chứ. Tất nhiên, không có vấn đề gì. Người đấu giá không thể nghĩ ra được câu trả lời nào khác. Tốt lắm. Trương Hằng chém một nhát vào tấm kính của bục đấu giá, mặc kệ tiếng báo động chói tai, trực tiếp lấy đi miễn dịch thủy tinh bên trong, sau đó lại kề dao vào cổ người đấu giá. Người sau không khỏi biến sắc, cho rằng Trương Hằng muốn giết hắn để trút giận trước khi rời đi. Tuy nhiên, Trương Hằng chỉ nói, đạo cụ mà ta dùng để trả giá trước đó ở đâu, dẫn ta đến đó. Trương Hằng lấy được miễn dịch thủy tinh, mục tiêu tối nay coi như đã đạt được một nửa. Một nửa còn lại chính là an toàn thoát khỏi nơi này, nhưng trước đó hắn bắt người đấu giá dẫn hắn đến nơi Phúc Lâu cất giữ đạo cụ, trên đường đi còn nhặt được vài con phi tiêu. Không ngoài dự đoán, hai người cũng gặp phải đám hộ vệ nghe tin mà đến, Trương Hằng một tay khống chế người đấu giá. Một tay cầm súng, không nói lời nào, một phát một tên, dùng 6 viên đạn hạ gục 6 tên hộ vệ. Như Trương Hằng đã nói với người đấu giá trước đó, thực ra hắn rất rõ tại sao đám người này lại nhắm vào mình tối nay. Công bằng mà nói, nếu nhìn từ góc độ của bên thứ ba, có lẽ đám người muốn giết hắn tối nay mới là chính nghĩa, bởi vì nếu bọn họ đắc thủ, thế giới sẽ không còn phải chịu sự đe dọa của chủ nhân thành phố dưới băng nữa. Bọn họ giống như những chiến binh lên đường từ Vương Đô đến giết rồng, một đường vượt núi băng rừng, không sợ gian khổ, không sợ chết, chỉ để bảo vệ đồng loại của mình. Còn Trương Hằng, không nghi ngờ gì nữa, chính là con rồng độc ác ẩn náu trong thung lũng. Nói như vậy có vẻ hơi kỳ lạ nhưng thực ra Trương Hằng không có ác cảm quá lớn với đám người này. Đây cũng là lý do tại sao trước đó hắn không quan tâm đến tên phi tiêu nam đã mất hết ý chí chiến đấu, vội vàng bỏ chạy. Đồng thời cũng là lý do tại sao hắn đã nhận ra nữ sinh mặc đồng phục thủy thủ và những người đến giết hắn là một nhóm nhưng trước khi ra tay vẫn khuyên đối phương đừng manh động. Đáng tiếc Trương Hằng cũng không biết nữ sinh mặc đồng phục thủy thủ có hiểu được ám chỉ của mình hay không. Dù sao thì cuối cùng nữ sinh mặc đồng phục thủy thủ vẫn rút khẩu M36 của mình ra, còn Trương Hằng cũng không chút do dự đưa một viên đạn vào đầu cô ta trước một bước. Hắn không thích giết chóc vô nghĩa, huống hồ với lập trường hiện tại của hắn, có lẽ tất cả mọi người đều có lý do để giết hắn. Giống như Nyarlathotep đã từng nói với hắn vào một ngày nào đó trong tương lai, hắn sẽ trở thành kẻ thù của cả thế giới. Trương Hằng đã trải qua hơn 10 phó bản, cũng đã gặp đủ loại đối thủ, chỉ có lần này. Kẻ thù của hắn là giết không hết nhưng điều này không ngăn cản hắn giết những kẻ thù có thể trực tiếp đe dọa đến hắn ngay trước mắt. Hạ gục 6 tên hộ vệ, tầng này cuối cùng cũng yên tĩnh hơn một chút nhưng Trương Hằng biết rằng cuộc chiến tối nay mới chỉ bắt đầu. Dù là đám người phục kích hắn trong phòng đấu giá trước đó hay đám hộ vệ của Phúc Lâu đều không thể chỉ có từng này người. Vì vậy, Trương Hằng quyết định nhẹ trang lên đường, không quan tâm đến những đạo cụ không biết tác dụng gì khác trong kho, chỉ lấy lại vương miện ngựa trắng của mình bỏ vào ba lô, sau khi ra ngoài lại lục được thêm vài băng đạn từ xác của những tên hộ vệ, sau đó lại khống chế người đấu giá đến trước thang máy. Chương 1836, trận chiến cuối cùng. Trương Hằng dùng một phát đạn dọa lui những người còn dám thò đầu ra trên hành lang, sau đó đóng cửa thang máy lại, nhấn nút tầng 1. Thang máy cũng bắt đầu từ từ đi xuống nhưng khi thang máy hạ xuống giữa tầng 1 và tầng 2 thì đột nhiên dừng lại ở đó. Tiếp đó, toàn bộ nguồn điện bị mất, ngay cả đèn trên trần nhà cũng tắt ngúm, thang máy chìm vào một mảng tối đen như mực. Người đấu giá đã có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch, hắn rất lo lắng Trương Hằng sẽ trút giận lên mình. Mở miệng định giải thích rằng chuyện này không liên quan đến hắn nhưng không ngờ Trương Hằng lại lên tiếng trước. Ngậm miệng, đứng dựa vào tường,
đừng có mà lung tung. Người đấu giá nghe vậy lập tức làm theo, sau đó hắn nghe thấy một tiếng kim loại ma sát chói tai. Trong đầu người đấu giá hiện lên rất nhiều suy nghĩ nhưng nhớ đến lời cảnh báo của một người nào đó, cuối cùng hắn cũng chỉ tiếp tục đứng im sát tường. Khoảng một phút sau, thang máy lại có điện trở lại nhưng trước mắt người đấu giá đã không còn bóng dáng Trương Hằng, ở vị trí giữa thang máy lại xuất hiện một cái hố đen ngòm. Người đấu giá cẩn thận tiến đến gần cái hố, nhanh chóng nhìn xuống dưới, sau đó vội vàng nhấn nút cầu cứu trong thang máy, đồng thời hét lớn về phía camera trên trần nhà, hắn ở dưới đó. Hắn ở dưới đó. Còn Trương Hằng lúc này đã tìm thấy một khẩu súng khác đằng sau máy photocopy, đi đến trước cánh cửa hợp kim, không dừng lại. Cũng không thăm dò, mà dùng tốc độ nhanh nhất đẩy cửa ra, quả nhiên bên ngoài còn có hai nhân viên an ninh của Phúc Lâu. Rõ ràng bọn họ cũng đã nhận được thông báo, đã rút súng ra nhưng một là không ngờ Trương Hằng sẽ đi về phía mình, hai là không ngờ Trương Hằng sẽ đến nhanh như vậy. Đồng thời mở cửa lại dứt khoát như vậy, muốn giơ súng lên ngắm bắn thì đã muộn, bị hai viên đạn bay tới từ phía trước bắn trúng. Còn hạ gục hai người, Trương Hằng cũng cuối cùng cũng đột phá được khỏi trụ sở của Phúc Lâu. Sở dĩ một đường thuận lợi có phần vượt ngoài sức tưởng tượng không phải vì hệ thống phòng thủ của Phúc Lâu quá lỏng lẻo mà là vì Trương Hằng đã lợi dụng thời gian rừng để thăm dò trước một đêm. Nếu không thì bây giờ hắn chắc chắn sẽ không đi theo con đường bí mật ở tầng âm một này để rời đi. Còn nếu không biết đằng sau cánh cửa thông đến đâu, hắn cũng không thể không thăm dò mà trực tiếp đẩy cửa đi ra. Trên thực tế, sau khi nghe những người trong phòng đấu giá mô tả về sự việc xảy ra lúc đó, phản ứng đầu tiên của Phúc Lâu là bên trong mình đã xuất hiện nội gián. Cảnh báo trước cho Trương Hằng về cuộc tấn công có thể xảy ra, đồng thời còn giúp Trương Hằng mang vũ khí vào giấu đi, nếu không thì không thể giải thích được mọi chuyện xảy ra tiếp theo. Điều này cũng khiến cho tầng lớp cao cấp của Phúc Lâu nhất thời lòng người dao động, nghi ngờ lẫn nhau, tất nhiên đó là chuyện sau này. Còn hiện tại, mặc dù phía trên có thể gặp phải một số vấn đề nhưng sự sắp xếp và các biện pháp an ninh trước đó vẫn phát huy được tác dụng vốn có. Trương Hằng chạy được vài bước thì nghe thấy tiếng súng lại vang lên sau lưng. Còn lần này, đối diện cầm trong tay là súng bắn tỉa nhưng Trương Hằng đã quan sát trước các điểm bắn tỉa có thể có. Chỉ cần né người một cái là lại ẩn mình sau bức tường, đồng thời chạy dọc theo bức tường một đoạn nhưng trên đoạn đường tiếp theo vẫn còn hai điểm bắn tỉa có thể có. Nhưng lần này Trương Hằng lại không do dự, trực tiếp xông ra. Tiếng súng đáng lẽ phải vang lên lại không xuất hiện bởi vì ở hai điểm quan sát đó, các tay súng bắn tỉa đều đã ngã xuống đất bất tỉnh. Còn tay súng bắn tỉa vừa nổ súng lúc này cũng đi theo vết xe đổ của hai đồng đội. Lý Bạch và Thỏ nhìn về phía Thẩm Hi Hi đang đứng bên cửa sổ, lên tiếng nói, chúng ta nên đi thôi. Những người của Phúc Lâu không liên lạc được với các tay súng bắn tỉa của họ chắc chắn sẽ cử người đến xem xét. Ta biết, ta nhìn thêm một lát nữa. Nhưng Thẩm Hi Hi lại không nhúc nhích, mà nhìn về phía Trương Hằng sắp chạy ra khỏi con hẻm. Đã như vậy, đại tỷ thích hắn, chúng ta cứ giết ra ngoài rồi cùng hắn sát cánh chống lại những kẻ địch của hắn là được. Lý Bạch vẫn giữ nguyên vẻ không sợ trời không sợ đất. Không, Thẩm Hi Hi nghe vậy lại lắc đầu. Vì sao? Thỏ không hiểu. Thẩm Hi Hi không trả lời câu hỏi này, nàng chỉ nhìn chằm chằm vào bóng dáng của Trương Hằng, nhìn hắn xông ra khỏi con hẻm. Đụng độ trực diện với một đội an ninh đến hỗ trợ. Thế nhưng 6 người trong đội chỉ chống đỡ chưa đến nửa phút đã bị Trương Hằng lần lượt giải quyết. Nhìn thấy cảnh này, Thẩm Hi Hi cuối cùng cũng thu hồi ánh mắt, nói với Thỏ và Lý Bạch, đi thôi, những việc chúng ta cần làm tối nay đã hoàn thành. Các ngươi nói đúng, trước khi những người của Phúc Lâu đến đây, chúng ta hãy nhanh chóng rời đi. Các bạn đang nghe chuyện thời gian chi chủ của tác giả Ngư Nhi Tiểu Tiểu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1837, kết cục định mệnh. Trương Hằng chọn cách rời đi qua lối đi bí mật ở tầng hầm thay vì đi cửa chính, khiến Phúc Lâu trở tay không kịp. Trong lúc vội vã chỉ có thể dựa vào các tay súng bắn tỉa đã chiếm điểm quan sát trước đó và một đội an ninh gần nhất để ngăn cản. Đáng tiếc, không biết vì lý do gì, các tay súng bắn tỉa chỉ bắn một phát, sau đó im hơi lặng tiếng, không còn động tĩnh gì nữa. Còn đội an ninh mất đi sự hỗ trợ của các tay súng bắn tỉa. Mặc dù đông người hơn, đáng lẽ hỏa lực cũng mạnh hơn nhưng lại hoàn toàn không phải là đối thủ của Trương Hằng, chỉ chống đỡ chưa đến 2 phút đã bị đánh tan hoàn toàn. Đội trưởng xuất thân từ cảnh sát đặc nhiệm trúng 2 phát đạn, ngã xuống đất nhưng trên người mặc áo chống đạn, tay vẫn giơ một tấm khiên chống đạn. Bảo vệ được những bộ phận quan trọng,
Vết thương do súng bắn trên người không gây tử vong nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn Trương Hằng đeo ba lô, dễ dàng thoát khỏi vòng vây của họ. Thoát khỏi đội an ninh đến ngăn cản, Trương Hằng chạy qua đường phố với tốc độ nhanh nhất, chạy vào tòa nhà trung tâm thương mại bên cạnh, đi thang máy xuống bãi đậu xe ở tầng hầm, lái một chiếc Audi A4 đỗ ở đó. Bỏ vào số D, đạp ga, theo tiếng động cơ gầm rú, chiếc A4 lao về phía lối ra bãi đậu xe. Kết quả là vừa qua trạm thu phí tự động, hắn đã thấy một chiếc xe địa hình muốn chắn ngang thân xe trước trạm thu phí. Nhìn cách ăn mặc của đám người trên xe thì không phải là người của Phúc Lâu, không ngoài dự đoán thì hẳn là cùng một nhóm với những kẻ đã phục kích hắn trước đó. Trương Hằng thấy vậy không hề giảm tốc độ, mà trực tiếp lái chiếc A4 lao lên, nhân lúc đối phương chưa dừng hẳn đã đâm vào đuôi xe địa hình, đẩy mạnh chiếc xe địa hình ra xa nửa thân xe. Ngay sau đó, chiếc A4 lao ra khỏi chiếc xe địa hình bị đâm vỡ, khiến những chiếc xe khác bên cạnh đều ngây người. Thậm chí có mấy chiếc xe ban đầu đang đi trên đường của Trương Hằng, sau khi chứng kiến cảnh này đều chủ động nhường đường cho gã điên trước mặt. Nhưng những người trên xe địa hình cũng không vì thế mà từ bỏ, thấy vậy vội vàng điều chỉnh hướng, tiếp tục đuổi theo Trương Hằng. Chỉ là ngay khi bọn họ vừa quay đầu, Trương Hằng đã rẽ vào một con đường lớn bên cạnh. Bỏ qua đèn đỏ trước mặt, Trương Hằng đạp ga hết cỡ, lao thẳng vào dòng xe cộ trước mặt, cảnh tượng này cũng khiến những người đi đường ở ngã tư không khỏi hét lên. Đặc biệt là bên tay trái của Trương Hằng, một chiếc xe trộn xi măng đang phun khói đen từ hướng 10 giờ chạy tới. Tài xế cũng chú ý đến chiếc A4 mật kiểm soát đó nhưng với quán tính khổng lồ của xe trộn xi măng, muốn đạp phanh thì đã muộn. Cơ thể tài xế đã căng cứng hoàn toàn, nắm chặt vô lăng, các đốt ngón tay đều trắng bệch, thậm chí anh ta đã chuẩn bị sẵn sàng để va chạm. Nhưng ngay sau đó, anh ta thấy chiếc A4 đột nhiên vạch ra một đường cong, chui qua khoảng trống giữa đầu xe của anh ta và đuôi xe của một chiếc xe tải Mitsubishi phía trước. Giống như một con lươn linh hoạt trong dòng suối, sau khi thực hiện động tác này, nó thậm chí còn có thể lập tức chuyển hướng một lần nữa, tránh được một chiếc xe máy giao hàng điện chạy vụt tới từ bên hông, sau đó Trương Hằng mới kéo đầu xe A4 trở lại, tăng tốc vượt qua một chiếc Mazda màu đỏ bị buộc phải dừng lại. Chuỗi thao tác này không chỉ thành công làm mờ mắt người đi đường, khiến mọi người đều rơi vào trạng thái mất hồn, mà còn thành công xúy điệu chiếc xe địa hình đang đuổi theo phía sau. Tài xế xe địa hình vẫn luôn tự cho rằng tay lái của mình cũng không tệ, còn là một tay đua nghiệp dư của một câu lạc bộ ô tô nào đó nhưng giờ đây cũng không thể không thừa nhận rằng, nếu người trên xe A4 lúc nãy là mình thì giờ này chắc đã xe tan người mất rồi, đối mặt với đèn đỏ và dòng xe ngược chiều, anh ta chỉ có thể ngoan ngoãn dừng xe lại. Người ngồi ở ghế phụ cũng hít một hơi khí lạnh, trước đó bọn họ đã tiến hành đánh giá chi tiết về thực lực của Trương Hằng, thậm chí còn tìm được một người chơi từng cùng hắn ta xuống phó bản. Cho nên tự cho rằng mình đã hiểu rõ đối thủ lần này nhưng mãi đến bây giờ mới biết, mô tả trên lời nói là một chuyện, tình hình thực tế lại là một chuyện khác. Tình hình của bọn họ bây giờ giống như đội tuyển quốc gia đá bóng với Barcelona vậy. Rõ ràng có thể nói vanh vách về năng lực và khuyết điểm của các cầu thủ ngôi sao bên kia nhưng khi thực sự đối đầu mới phát hiện ra biết những thông tin này căn bản chẳng có tác dụng gì. Ví dụ như những người trên xe đều biết Trương Hằng lái xe rất giỏi nhưng nếu không tận mắt chứng kiến thì tuyệt đối không thể ngờ được rằng kỹ thuật lái xe của đối phương lại lợi hại đến mức này. Đây là cái quái gì? Phiên bản đời thực của đua xe tốc độ sao? Nhưng sau khi ngẩn người trong chốc lát, người ngồi ở ghế phụ vẫn lấy bộ đàm ra. Mục tiêu đã lên đường vành đai 4 phía Tây, chúng ta tạm thời mất dấu hắn, xe Audi A4 màu đen. Đầu xe bên trái có vết va chạm, hãy thử chặn hắn trên đường cao tốc. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, rồi bổ sung, chú ý, mục tiêu có kỹ thuật lái xe rất tốt. Chương 1838, mục tiêu đã chạy. Rất tốt, tốt đến mức nào? Trong bộ đàm truyền đến một giọng nói hơi khàn, ta muốn được chứng kiến. Đừng hành động thiếu suy nghĩ, vẫn nên lập chướng ngại vật ở phía trước đi. Người ngồi ở ghế phụ lo lắng nói. Nhưng giọng nói khàn khàn ở đầu bên kia bộ đàm đã biến mất. Mãi đến 3 phút sau, giọng nói đó mới vang lên lần nữa nhưng đã không còn sự bình tĩnh và tự tin như trước. Chết tiệt, cái quái gì thế này, xe còn có thể chạy như vậy sao? Cái này ngay cả truyện tranh cũng không thể vẽ ra được. Người ngồi ở ghế phụ nghe vậy thở dài. Có lẽ chuyện bất lực nhất trên đời chính là như vậy, rõ ràng ngươi đã đoán trước được kết cục nhưng nếu không tận mắt chứng kiến thì sẽ không ai tin. Hắn còn chưa kịp nói gì thì giọng nói hơi khàn khàn đó lại vang lên lần nữa, còn tăng cả âm lượng, chú ý,
mục tiêu đã xuống khỏi đường cao tốc. Có thể nghe ra chủ nhân của giọng nói đó có chút tức giận, đồng thời cũng đầy hối hận. Hắn biết rằng chính vì sự bốc đồng của mình vừa rồi, có thể đã khiến mục tiêu nhận ra điều gì đó, phá vỡ vòng vây của bọn họ trước thời hạn nên mới tạm thời rời khỏi đường cao tốc. Nhưng bây giờ hối hận cũng vô ích, hắn chỉ có thể đạp ga, cố gắng bám đuôi chiếc A4 đó. May mắn là người ngồi ở ghế phụ của xe địa hình cũng không trách móc gì. Hắn chỉ nhắc lại một lần nữa, mục tiêu có kỹ thuật lái xe rất tốt, mọi người đừng hành động đơn lẻ nữa, quân ca có thể đợi tiểu thất hội hợp. Người đàn ông tên quân ca tuy nghiến răng đồng ý nhưng không hề giảm tốc độ, tất nhiên lần này hắn không còn cố tỏ ra mạnh mẽ nữa, mà là xuất phát từ góc độ của cả đội. Mặc dù lúc này một vòng vây đang không ngừng thu hẹp, bao trùm Trương Hằng và chiếc A4 của hắn nhưng diện tích của khu vực này không nhỏ. Nếu Trương Hằng đột nhiên không chạy trốn nữa, mà tìm một bãi đậu xe nào đó để chui vào thì bọn họ sẽ rất khó khăn khi tìm kiếm. Ngược lại, nếu có thể đảm bảo Trương Hằng luôn nằm trong tầm mắt của hắn thì có thể tránh được việc đối phương thực hiện những hành động nhỏ như vậy. Được rồi, cứ như một con chó nhà có tang mà chạy trốn đi. Quân ca buông bộ đàm xuống, gầm lên, đồng thời tiếp tục đạp ga để ta xem ngươi còn có thể chạy trốn đến đâu. Người đàn ông tên là quân ca trước đó chặn đường không thành, ngược lại còn bị Trương Hằng biểu diễn một màn thao tác khiến hắn không thể không ấm ức. Nhưng chịu đòn đau như vậy, hắn không hề chán nản, ngược lại trong lòng còn dâng lên một ngọn lửa. Hắn vô cùng muốn làm gì đó để bù đắp cho sai lầm trước đó của mình. Mặc dù người ngồi ghế phụ trên xe địa hình đã cảnh báo hắn, bảo hắn đợi tiểu thất rồi hãy hành động nhưng quân ca không muốn trơ mắt nhìn Trương Hằng trốn thoát trước mắt mình. Bất kể kỹ thuật lái xe của đối phương có tốt đến đâu, cũng không thể thay đổi một sự thật, đó là bây giờ hắn là con mồi. Còn quân ca là một thợ săn, cho dù tạm thời gặp khó khăn nhưng chỉ cần tiếp tục cắn xé, hắn chắc chắn có thể tìm ra điểm yếu của mục tiêu, từ đó hoàn thành cuộc săn thành công. Bây giờ quân ca không thể tìm ra lý do để không đuổi theo, kết quả tệ nhất cũng chỉ là để đối phương trốn thoát khỏi tầm mắt của mình. Chính vì nghĩ như vậy, hắn mới đạp hết chân ga. Hắn lái chiếc BMW kép lao xuống đường cao tốc theo lối ra, nóng lòng muốn tiếp tục cuộc săn của mình. Nhưng hắn không ngờ rằng khoảnh khắc tiếp theo, hắn lại nhìn thấy chiếc xe A4 dừng lại trước lối ra bên dưới đường cao tốc, chắn ngang thân xe, ghế lái hướng thẳng về phía hắn. Ngay sau đó, quân ca ngơ ngác nhìn thấy cửa ghế lái của chiếc A4 mở ra, Trương Hằng cầm một khẩu Vos S-16, mặt không biểu cảm nhìn hắn. Quân ca thấy vậy, đồng tử đột nhiên co lại, vì sợ hãi mà toàn thân nổi hết da gà. Cho đến lúc này, hắn mới nhận ra mình đã phạm một sai lầm lớn. Con mồi trước mắt không chỉ là một chú cừu non mặc người ta giết, hay nói chính xác hơn, tối nay ai là con mồi, ai là thợ săn vốn dĩ vẫn chưa có kết luận. Đến nước này, quân ca chỉ có thể cược rằng kỹ thuật bắn súng của Trương Hằng không tốt bằng kỹ thuật lái xe của hắn. Đồng thời hắn cũng bắt đầu đánh lái mạnh, muốn thông qua việc liên tục thay đổi vị trí để cản trở Trương Hằng bắn súng. Nhưng cánh tay cầm súng của Trương Hằng không hề thay đổi, giống như không nhìn thấy sự giãy giụa của quân ca. Cho đến khi chiếc BMW kép chạy đến cách hắn khoảng 60m, Trương Hằng mới bóp cò khẩu Vos S-16, ngón tay vẫn ổn định như thường lệ. Một viên đạn 222 Remington bay ra khỏi nòng súng, xuyên qua kính chắn gió phía trước của chiếc BMW kép. Đáng tiếc là chướng ngại vật này không thể làm giảm hoàn toàn động năng của nó, vì vậy viên đạn tiếp tục bay về phía trước, bắn trúng trán quân ca đang cố gắng đánh lái. Các bạn đang nghe chuyện Thời gian chi chủ của tác giả Ngư Nhi Tiểu Tiểu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1839, bi chặn đường. Cho đến khi chết, dường như hắn vẫn không tin rằng mình lại dễ dàng mất mạng như vậy. Hắn vốn tưởng rằng cho dù có trúng đạn thì cũng phải sau vài phát, thậm chí còn nghĩ đến việc mình sẽ lái xe xuyên qua màn mưa đạn. Cuối cùng đâm vào chiếc Audi đối diện, trực tiếp đâm chết người đàn ông cầm súng trên ghế lái trong xe, từ đó lật ngược thế cờ. Nhưng giờ đây, mọi ảo tưởng tốt đẹp đều tan biến theo viên đạn này. Trương Hằng không biết người trong xe BMW kép của mình là ai, cũng không biết quân ca vừa rồi đang mơ tưởng về điều gì. Hắn chỉ dùng một phát súng này để cảnh cáo tất cả những kẻ đang truy đuổi hắn. Muốn giết hắn thì phải chuẩn bị tinh thần bị giết trước. Ngoài ra, phát súng này cũng nhằm mục đích chặn đường những kẻ truy đuổi phía sau. Trương Hằng bắn một phát súng xong thì cất khẩu Vos S-16 đi, sau đó đóng cửa xe, đạp ga,
lái chiếc A4 lên đường trở lại. Còn phía sau hắn, chiếc BMW kép mất lái trước đâm vào lan can đường dốc, sau đó lăn vài vòng, cuối cùng lật nghiêng chắn ngang lối ra đường dốc. Tiểu Thất đuổi đến sau đó đã tận mắt chứng kiến cảnh này, bất đắc dĩ đạp phanh, thông báo sự việc xảy ra ở đây cho những người khác qua bộ đàm. Người đàn ông ngồi ghế phụ trên xe địa hình nghe xong không nhịn được đập mạnh vào kính chắn gió bên cạnh nhưng sau đó lại nói vào bộ đàm. Mọi người chú ý, mục tiêu không chỉ kỹ thuật lái xe xuất sắc mà kỹ thuật bắn súng cũng. Như nói đến đây, anh ta đột nhiên dừng lại, vì những thông tin này vốn là họ đã biết trước khi xuất phát, ai cũng rõ, nếu vậy thì lặp lại những điều này một lần nữa dường như không có ý nghĩa gì. Ngược lại, nếu quá nhấn mạnh đối thủ mạnh mẽ, ngược lại sẽ khiến mọi người trong hành động tiếp theo trở nên bị trói tay trói chân. Vì vậy, cuối cùng anh ta chỉ có thể thở dài, nói, Tiểu Thất đến lối vào đường dốc đợi tôi, lên xe của chúng tôi, những người khác tiếp tục truy đuổi. Nhưng vừa dứt lời, bộ đàm lại truyền đến một giọng nói khác, hủy bỏ hành động. Cái gì? Người đàn ông ngồi ghế phụ có chút không thể tin được, đừng nhìn Trương Hằng chạy khắp nơi như vậy, dường như đang đùa giỡn tất cả bọn họ trong lòng bàn tay. Thậm chí còn giết chết một người trong số họ nhưng Trương Hằng vẫn không thoát khỏi vòng vây của họ. Ngược lại, phạm vi vòng vây này hiện vẫn đang không ngừng thu hẹp. Tiếp tục như vậy, chỉ là vấn đề thời gian để nhốt chết chiếc A4 và những người trên xe A4. Nhưng giọng nói truyền ra từ bộ đàm lại mang theo uy nghiêm khó có thể thách thức và những lời sau đó của anh ta cũng khiến mọi người không khỏi thở dài. Các ngươi gây ra động tĩnh quá lớn, vừa đua xe vừa đấu súng, có tưởng đây là Mexico không? Cảnh sát toàn thành phố đều bị các ngươi làm kinh động. Nếu cứ tiếp tục như vậy, các ngươi có nghĩ đến việc cuối cùng sẽ phải kết thúc như thế nào không? Ta đã nói chỉ cho các ngươi 7 phút, giờ 7 phút đã sớm trôi qua, còn vượt quá 3 phút, đã đến lúc dừng tay rồi. Người đàn ông ngồi ghế phụ trên xe địa hình lúc này cũng nghe thấy tiếng còi cảnh sát truyền đến từ phía sau, hổ thẹn nói, xin lỗi, là chúng tôi vô năng, rõ ràng đã bố trí xong xuôi, hơn nữa không chỉ một mà còn nhiều đường. Vậy mà hắn vẫn có thể chạy thoát. Điều này không có gì lạ, Simon chính là người đứng đầu bảng xếp hạng người chơi, lại còn là vật chứa của chúa tể Rie. Nếu hắn dễ dàng bị các ngươi bắt được, ngược lại mới khiến ta kinh ngạc, hơn nữa ta nghe nói chuyện xảy ra ở tầng cao nhất của Phúc Lâu tối nay. Bên Phúc Lâu hiện cũng nghi ngờ nội bộ có nội gián, trước một ngày đã mang dao và súng của Simon vào giấu kỹ, cho nên lần này các ngươi thua không oan. Nói thì nói vậy. Người đàn ông ngồi ghế phụ trên xe địa hình cười khổ, bọn họ lúc này đã đến lối ra đường dốc, ở đó đón Tiểu Thất bỏ xe, tối nay mồi nhử đã bị hắn nuốt mất. Danh tiếng mà Phúc Lâu gây dựng bao nhiêu năm cũng mất sạch, còn chết không ít người trong tay hắn, cuối cùng vẫn để hắn chạy thoát. Không sao, hắn đã lộ diện, sẽ không chạy thoát được bao lâu nữa. Giọng nói bên kia bộ đàm bình tĩnh nhưng lại tràn đầy tự tin, chỉ là một lần hành động tạm thời thất bại mà thôi, không ảnh hưởng đến cục diện lớn. Thu đội trở về đi, bên này ta còn có việc khác cần ngươi làm, việc truy sát Simon sau này cứ giao cho người khác đi. Được, người ngồi ghế phụ lần này không còn do dự gì nữa. Chỉ là sau khi kết thúc cuộc gọi, trên xe địa hình lại trở nên đặc biệt yên tĩnh, người đàn ông ngồi ghế phụ lại nhìn chiếc BMW kép đang bắt đầu bốc cháy ở đằng xa, lúc này mới thở dài nói, đi thôi. Trương Hằng lái chiếc A4 xuống khỏi cầu vượt, lại đi thêm một đoạn, phát hiện những kẻ truy đuổi phía sau không đuổi theo nữa, vì vậy hắn cũng giảm tốc độ xe. Chương 1840, thoát khỏi thành phố. Vì tiếng súng và tai nạn xe hơi trước đó đã thu hút sự chú ý của cảnh sát, Trương Hằng cũng không lái xe vào trung tâm thành phố mà tiếp tục lái ra khỏi vành đai 4. Khi hắn dần rời xa khu vực thành phố, dòng xe cộ bên ngoài cửa sổ cũng dần trở nên thưa thớt. Trương Hằng không đi đường cao tốc mà chọn đường tỉnh, sau đó lại xuống đường huyện, lái xe nửa tiếng, đã có thể nhìn thấy những thửa ruộng bên đường, còn có những ngôi nhà hai tầng san sát nhau. Trông có vẻ mới xây dựng chưa lâu, bên trong le lói ánh đèn, một gia đình đang ngồi ở phòng khách tầng 1, cùng nhau xem một chương trình tạp kỹ nào đó. Trương Hằng giảm tốc độ xe xuống còn 20 dặm một giờ, lại lái thêm khoảng 30 km. Một loạt giao tranh vừa xảy ra trông có vẻ náo nhiệt nhưng đối với Trương Hằng thì thực ra không có quá nhiều nguy hiểm, dù sao hắn cũng đã khảo sát địa điểm trước một ngày. Giấu vũ khí, hơn nữa trước khi lên đường đã định sẵn tuyến đường chạy trốn, còn liên lạc với Thẩm Hi Hi giúp hắn giải quyết tay bắn tỉa. Vì vậy, việc có thể đột phá vòng vây không phải là điều gì đáng ngạc nhiên, chỉ là khi hắn tạm thời thoát khỏi nguy hiểm. Dây thần kinh căng thẳng cũng thả lỏng cảnh giác,
Trương Hằng đột nhiên cũng nảy sinh một cảm giác hiếm hoi không biết nên lái xe đi đâu. Trong kế hoạch ban đầu của hắn, sau khi thoát khỏi những kẻ truy đuổi, đợi đến thời điểm dừng thời gian lúc 0 giờ, hắn sẽ quay trở lại khu vực thành phố, đổi chiếc A4 này thành chiếc Polo của mình, sau đó lái xe rời khỏi thành phố này thật xa. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian trống này, hắn lại không có bất kỳ sắp xếp nào. Cân nhắc đến việc một lát nữa mình còn phải quay lại, cuối cùng Trương Hằng vẫn không lái xe đi nữa. Sau khi xác nhận không có ai chú ý, hắn đỗ chiếc A4 bên một cánh đồng ngô. Nơi này cách đường lớn khoảng 100m, hơn nữa phía trước vừa vặn có một nhà vệ sinh công cộng, che khuất chiếc ô tô, không dễ bị người trên đường lớn nhìn thấy. Trương Hằng tắt máy xuống xe, nhìn những thân ngô trên ruộng và những ngôi nhà có ánh đèn từ xa trong chốc lát. Khi quay đầu lại, hắn nhìn thấy một đứa trẻ khoảng 8-9 tuổi đang nhìn hắn từ phía bên kia đường. Trương Hằng vô thức đưa tay vào túi nhưng chỉ sờ thấy băng đạn và hai món đạo cụ. May là bộ vest dính máu đã bị hắn cởi ra và ném vào xe. Vì vậy Trương Hằng lại đi đến trước chiếc A4, mở cửa xe, lấy một con chó lắc đầu trang trí dính trên bảng điều khiển xuống, ném cho đứa trẻ đó. Đứa trẻ kia bắt được con chó lắc đầu, cầm trên tay sờ một lúc, lại giơ lên trước mặt lắc lắc, sau đó quay đầu chạy đi. Trương Hằng đoán là nó về nhà, vì vậy cũng dựa vào cửa xe. Khoảng 10 phút sau, Trương Hằng lại nghe thấy tiếng bước chân, tưởng là đứa trẻ đó quay lại nhưng không ngờ lần này lại là một người khác đi đến bên cạnh hắn. Đã hơn 3 tháng kể từ lần cuối Trương Hằng gặp Kronos, so với lần gặp trước, Kronos bây giờ có vẻ hơi béo hơn một chút nhưng sắc mặt lại rất tốt, hơn nữa tối nay còn cố ý mặc vest. Chúng ta lại gặp nhau rồi, ngươi có vẻ không ngạc nhiên lắm. Kronos cười nói, xin lỗi vì ta đến muộn một chút, vì tối nay ta còn một cuộc hẹn không thể không đi ở nơi khác. Hẹn gì vậy? Trương Hằng nhướng mày. Tiễn biệt một người bạn cũ, chúng ta đã quen nhau hơn 10 năm, cô ấy sắp đi, vì vậy ta đi tiễn cô ấy nhưng sau khi tiễn xong, ta đã lập tức đến đây. Kronos vừa nói vừa mở một gói kẹo dẻo đủ màu, đổ vào miệng mình, nhai hai cái, sau đó mới thỏa mãn tiếp tục nói, ta đã nghe nói về những chuyện xảy ra trên đảo Greenland. Tin rằng ngươi cũng có thể hiểu được tại sao bấy lâu nay cả ta, lẫn cha mẹ ngươi đều không nói cho ngươi biết thân thế thực sự của ngươi, hoàn toàn là vì tên kia. Thiết lập rất độc đáo, ngươi càng hiểu rõ về nó thì càng có khả năng bị nó nhắm vào. Kronos nói đến đây thì dừng lại, thấy Trương Hằng không lên tiếng, vì vậy tiếp tục nói, cha mẹ ngươi đã đưa ngươi ra khỏi thành phố dưới băng đó. Khi đó ta đã để lại một lá bùa hộ mệnh trong cơ thể ngươi để ngăn chặn sự liên hệ giữa ngươi và tên kia nhưng bây giờ lá bùa hộ mệnh đó xem ra đã hoàn toàn mất hiệu lực rồi. Vậy đây là kế hoạch của ngươi sao? Tặng ta thêm 24 giờ, lại để ta tham gia trò chơi này. Ngươi biết rằng sự chuyển đổi giữa thời gian trò chơi và thời gian thực sẽ làm lá bùa hộ mệnh trong cơ thể ta mất hiệu lực nhanh hơn. Vậy thì tại sao năm đó ngươi lại tặng lá bùa hộ mệnh đó cho ta? Trương Hằng phản bác, để cho ngươi cũng như cho chính ta một cơ hội. Kronos lắc lắc nửa gói kẹo dẻo trong tay, ngươi muốn ăn không? Trương Hằng lắc đầu. Bây giờ ngươi đã biết, chính ta là người đã dẫn người đi đưa ngươi ra khỏi thành phố dưới băng đó nhưng ngươi có biết tại sao ta lại làm như vậy không? Các bạn vừa nghe xong tập 184 của bộ truyện Thời gian chi chủ của tác giả Ngư Nhi Tiểu Tiểu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.